Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin văn hóa với một số thông tin sau. Thành phố Hưng Yên đầu tư phát triển du lịch tâm linh. Hội quán Đam mê Radio Cassette toàn quốc tổ chức gặp mặt và triển lãm tại Hưng Yên. Nghệ nhân Nguyễn Thị Xuyến hết lòng với nghệ thuật hát chống quân. Tái diễn tình trạng trò chơi ăn tiền tại lễ hội đền hóa Dạ Trạch. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, những doanh nghiệp quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Cuối chương trình trong mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm những cây đa lịch sử ở Hưng Yên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, thành phố Hưng Yên đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình phục vụ nhu cầu du lịch tâm linh, nổi bật là khu di tích đặc biệt quốc gia. Hiện tại, thành phố Hưng Yên đã quy hoạch để mở rộng khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Theo đó, giai đoạn 1 có 29 hộ dân xung quanh khu vực đền mẫu và giai đoạn 2 có 18 hộ dân gần đền Trần phải di dân để bàn giao mặt bằng cho khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân được quy hoạch chuyển về số 81 Trưng Trắc để nhường chỗ làm bãi đậu xe. Các di tích như đền Quan Lớn Đệ Tam, đền Mây cũng được mở rộng đường để thuận tiện cho việc đón trả khách du lịch. Dự án ước tính đến năm 2020 sẽ hoàn thành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cũng đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh để bàn giao Hồ Bán Nguyệt, Bảo tàng Hưng Yên cũ, nhà lưu niệm Bác Hồ cho thành phố quản lý để thuận tiện cho việc quy hoạch và phát triển. Chùa Phúc Lâm Tiên Quán tọa lạc tại thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã và đang trở thành điểm du lịch tâm linh mới hấp dẫn ở Hưng Yên. Chùa vừa xây dựng thêm một số hạng mục công trình và chỉnh trang khuôn viên rộng hơn 4 mẫu với số tiền trên 20 tỷ đồng. Ngoài việc đến chùa để nghe giảng về Phật Pháp, các Phật tử còn hoan hỉ được vãn cảnh chùa rất yên bình. Không gian chùa rộng lớn với nhiều cây xanh tạo nét thanh tịnh khiến lòng người thanh thản an yên. Hàng ngày có rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến chiêm bái và vãn cảnh chùa. Điều này góp phần truyền bá những giá trị tốt đẹp của đạo Phật, cũng như quảng bá địa điểm du lịch tâm linh mới hấp dẫn với quý khách thập phương. Vừa qua tại thành phố Hưng Yên, Hội quán Đam mê Radio Cassette toàn quốc đã tổ chức gặp mặt và triển lãm các sản phẩm radio cassette mà các thành viên hội quán đã sưu tầm và lưu giữ. Hội quán Đam mê Radio Cassette toàn quốc được thành lập năm 2017 với hàng ngàn thành viên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 25 thành viên. Hội quán tổ chức họp mặt và triển lãm hiện vật radio cassette mỗi năm một lần ở các tỉnh khác nhau nhằm tạo cơ hội cho các thành viên giao lưu, chia sẻ, trao đổi và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm về radio cassette và các vấn đề liên quan tới radio và cassette cũng như những băng, đĩa hình có giá trị ở thế kỷ trước. Nhân dịp này, hội quán cũng đã trao tặng cho bảo tàng tỉnh 3 chiếc đài radio cassette để trưng bày. Cũng bằng tiền quyên góp của các thành viên, Hội quán Đam mê Radio Cassette đã trao tặng học bổng trị giá 6 triệu đồng cho 3 học sinh tại thành phố Hưng Yên. Đây là những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên trong học tập. Năm 1993, câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch huyện Khoái Châu ra đời. Bà Nguyễn Thị Xuyến là một trong 8 thành viên của câu lạc bộ lúc bấy giờ. Từ khi được khôi phục lại, câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch liên tục truyền dạy chống quân cho nhiều thế hệ trong xã, trong huyện. Bà cũng đi nhiều nơi như Ân Thi, Kim Động, thành phố Hưng Yên để dạy hát chống quân cho những người yêu thích. Bên cạnh hoạt động truyền dạy, bà Xuyến cùng với câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch còn tham gia hàng chục hội thi và các chuyến lưu diễn trên nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp và giành được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm 2015, bà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là phần thưởng xứng đáng với những gì mà bà đã cống hiến, cũng là niềm động viên để bà tiếp tục đưa những làn điệu chống quân lưu truyền rộng rãi. Trong những ngày diễn ra lễ hội trừ đồng tử Tiên Dung ở đền hóa xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, năm nay đang tái diễn tình trạng trò chơi ăn tiền dưới hình thức vui chơi có thưởng như trò phi tiêu, trò chuột bạch chạy vào lỗ. Những trò chơi đỏ đen này thu hút nhiều du khách, đặc biệt là thanh niên tham gia và có nhiều người chơi bị mất số tiền lớn. Những trò chơi ăn tiền này đang diễn ra công khai nhưng không bị lực lượng an ninh và ban tổ chức lễ hội dẹp bỏ. Bên cạnh đó, tình trạng một số hàng quán mở nhạc sàn quá to, lấn át nhạc của lễ hội, hát karaoke ngay trong khuôn viên đền hóa vẫn tiếp diễn trong lễ hội năm nay, để lại hình ảnh phản cảm và gây khó chịu cho du khách khi đến với lễ hội đền hóa Dạ Trạch.
năm qua, quá trình công nghiệp hóa ở tỉnh ta đã thu hút hàng trăm ngàn lao động trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận về làm việc. Bên cạnh tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân cũng được các công ty doanh nghiệp chú trọng quan tâm. Là doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan văn hóa tiêu biểu, VNPT Hưng Yên đã tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hơn 200 công nhân lao động. Bên cạnh đó, công ty còn rất quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, tạo niềm tin, sự hứng khởi khi làm việc. Các hoạt động tiêu biểu như văn nghệ, thể thao để góp phần động viên chia sẻ với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công ty đã thành lập quỹ mái ấm công đoàn để hỗ trợ xây nhà cho 8 đối tượng, mỗi nhà 25 triệu đồng. Mình rất là xúc động trước cái sự động viên và quan tâm của lãnh đạo công đoàn VNPT Hưng Yên. Đây thực ra là chủ trương rất là nhân ái của ngành đối với người lao động. Nó không những là giúp cho gia đình có một kinh phí để sửa chữa cải tạo nhà, mà đồng thời nó là tạo động lực và góp phần cho người lao động có sức cống hiến và xây dựng cái đơn vị một ngày lớn lại. Từ việc trích lập 300 triệu quỹ mái ấm công đoàn và hỗ trợ cho 25 triệu đồng trên mỗi một người nhằm chia sẻ giúp đỡ cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tổ ấm thân yêu của gia đình mình. Tính đến nay chúng tôi đã hỗ trợ cho 8 lao động với số tiền 200 triệu đồng. Nhiều năm liền được công đoàn tỉnh tặng kỷ niệm chương doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo cho người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP ở Như Quỳnh, Văn Lâm còn đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng sân bóng đá 1.000 m2 và hơn 1 tỷ đồng xây nhà cầu lông cho anh em công nhân lao động. Những giờ làm việc căng thẳng đã được xóa tan sau những giờ thể thao trên sân bóng. Tôi đã làm việc tại công ty này ngay từ những ngày đầu thành lập, đã được gần 20 năm. Ban chấp hành công đoàn công ty hoạt động rất là tốt và giúp cho người lao động chúng tôi ổn định cuộc sống, cũng như là yên tâm công tác, gắn bó dài lâu với công ty. Ngoài ra, công ty còn có các chế độ phúc lợi hết sức thiết thực đối với người lao động, như phụ cấp xăng xe cho 600 công nhân với mức 300.000 đồng trên người trên tháng, phụ cấp hỗ trợ nhà trẻ cho 2.000 cháu là con em cán bộ lao động dưới 6 tuổi với mức 300.000 đồng trên cháu trên tháng. Mỗi năm hỗ trợ từ 10 đến 15 trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn với mức 10 triệu trên người. Em làm việc ở công ty này đã được 8 năm và trong thời gian việc này em cũng có mang thai và được công ty rất là đãi ngộ. Trong giờ làm việc thì cũng không phải đứng nữa, còn được nghỉ thêm nửa tiếng, 30 phút, còn được về sớm trước một tiếng để chăm con, được thêm một bữa ăn đặc biệt nữa. Hàng năm là công ty trích ra khoảng tầm trên 40 tỷ đồng cho các hoạt động để cho người lao động có đời sống được tốt hơn. Quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân cũng được nhiều công ty trong khu công nghiệp Thăng Long 2 làm tốt, như công ty nhựa OPEC, công ty Canon, công ty Daikin. Các đơn vị này thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tàu xe cho công nhân về quê ăn Tết, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong các ngày lễ. Toàn thể công nhân tham gia hào hứng, vui vẻ, tạo khí thế làm việc. Để động viên anh em lao động, hàng quý, công ty trách nhiệm hữu hạn Mikasa Việt Nam còn tổ chức một buổi tiệc buffet miễn phí với các hoạt động bốc thăm trúng thưởng rất sôi nổi. Chúng tôi hiểu rằng người lao động cũng có nhiều khó khăn, áp lực trong cuộc sống, nên trong công việc cũng cần có những thời gian vui khỏe, nên chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho công nhân. Người lao động sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cùng với sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công ty đối với họ, và từ đó sẽ nâng cao hiệu suất lao động, tăng hiệu quả chất lượng sản phẩm. Các cái hoạt động mà do các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở mà họ tổ chức cho đoàn viên và người lao động trong công ty thì sẽ kích thích cho người lao động hăng hái trong lao động sản xuất và cũng như là giải tỏa, cũng như là bớt đi những cái căng thẳng sau những cái giờ làm việc. Nó sẽ kích thích các cái sáng kiến cải tiến ở trong doanh nghiệp, ở tại các vị trí làm việc. Và đây cũng là một cái hoạt động để tạo cho doanh nghiệp có được những cái sản phẩm tốt. Với những việc làm thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đã và đang thực hiện tốt phương châm người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp.
Đây cũng là đòn bẩy, là động lực giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Lại là địa danh nổi tiếng với nhiều dấu mốc tiên phong, trong đó có sự kiện thành lập tỉnh ủy lâm thời Hưng Yên. Đây cũng là nơi có số cán bộ tiền khởi nghĩa nhiều nhất tỉnh. Theo lịch sử đảng bộ huyện Ân Thi, lịch sử đảng bộ xã Cẩm Ninh và lời kể của các cụ cao niên, cây đa Ninh Thôn là một trong những địa điểm quan trọng chứng kiến việc ra đời chi bộ cộng sản đầu tiên ở huyện Ân Thi, một trong ba chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh, và thành lập Ban Tỉnh ủy Lâm thời Hưng Yên. Ngày 24 tháng 4 năm 1941, trước vòng vây của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, chi bộ ghép sai Ninh Thôn đã bí mật ra đời. Chi bộ gồm có 5 đảng viên và do đồng chí Nguyễn Quang Biểu làm bí thư. Ngay sau khi được thành lập, các thành viên đã tỏa ra các địa phương khác trong toàn huyện để tuyên truyền giáo dục quần chúng, bồi dưỡng, kết nạp họ vào các tổ chức quần chúng để gây dựng hạt nhân cho các phong trào, tạo tiền đề quan trọng cho thời điểm tổng khởi nghĩa năm 1945. Cây đa cổ thụ ghi dấu ấn sự kiện lịch sử đó. Trước đây rất to lớn, cành lá sum suê, gốc nhiều người ông không xuể, nhưng do năm tháng thời gian, cây đa đã không còn. Cách đây gần 20 năm, huyện ủy Ân Thi đã cho trồng lại cây đa này để lưu lại dấu ấn của lịch sử tại vùng đất này. Sau này, suốt thời kỳ chống Pháp, gốc đa Ninh Thôn trở thành hòm thư của cách mạng, là điểm đặt tín hiệu báo động cho cán bộ của Đảng khi về Ninh Thôn hoạt động. Khi năm 48 giặc về đốt làng, tất cả làng chúng tôi ra nằm ở dưới gốc cây này. Toàn sống ở dưới gốc cây đa này hết. Thế và khi mà các cụ thành lập xong thì cái cây đa này các cụ là cây đa để liên lạc thơ tử
rước tỉnh nọ đến tỉnh kia, trong cây gốc cây đa là có một dãy là cái lọ bình vôi, lọ bình vôi. Thế thì các cụ để trong cây đa thì cứ cái rễ nào nó liên quan rễ nào, thế là cành nào, thế thì các cụ là nếu như bỏ cái thơ vào cái chỗ nào thì cái lọ bình vôi nó nghiêng nó về cái chỗ ấy, thì là đến người khác khi mà đến đấy là cứ nhìn cái lọ bình vôi ấy nghiêng đấy mà thỏa tay thôi. Nếu như mà để sâu hơn thì nghiêng hẳn sâu xuống, thì cứ thế mà làm. Theo dòng lịch sử, trên bến sông Luộc Hiền Hòa thuộc làng La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử có một cây đa cổ thụ để lại một dấu tích căm hờn trong nhân dân. Người ta thường gọi đó là cây đa căm thù. Có một điều đặc biệt là cây đa này luôn có màu xanh rờn rợn. Thân cây có những chùm rễ như dòng nhựa đông đặc chảy dài xuống đất, khiến người ta liên tưởng đến dòng máu của các chiến sĩ cách mạng năm xưa bị giặc giết hại dưới gốc đa này. Từ năm 1949 đến năm 1954, thực dân Pháp càn quét và chiếm đóng Bốt La Tiến. Địch đã khủng bố vô cùng tàn bạo. Người dân La Tiến phải đối mặt trực tiếp với quân thù, chịu bao đau thương, tổn thất. Một số du kích tham gia công tác giao liên địch vận không may sa vào tay địch, chúng đem vào bốt giết. Thì bắt đầu là lọc từng người một. Thế ra thì đêm thì nó giết 3 người, hôm thì 5 người, có đêm thì 4 người. Đấy là cái pháp nó giết, thì nó giết bằng hình thức như là ra nó treo cổ lên cái đa, xong nó cắt tiết xong nó cho dây cáp kéo sông, thả sông, nó đẩy đi. Thế còn năm 2 thì nó bắt, tức là kể cả dân, cả du kích, cả cán bộ, cả nhân dân, cơ mà đa phần là nhân dân, trong đó cán bộ du kích thì ít thôi, cơ mà đưa vào đây thì cứ tiến hành là cho một bốt để một ngày, là bắt đầu đêm là đưa ra cái đà này là treo cổ cắt tiết, đây là đường sông. Trước tình hình đó, năm 1954, Ban Chỉ huy Trung đoàn 42 đã quyết định đánh Bốt La Tiến, sử dụng lực lượng gồm Tiểu đoàn 664, Đại đội 200 trợ chiến, Đại đội 61 thuộc Tiểu đoàn 652 và Trung đội 20 thuộc Đại đội 24 huyện Phù Cử, dùng chiến thuật cường tập tiêu diệt vị trí La Tiến trong vòng 20 phút. Trận đánh kết thúc lúc rạng đông. Bộ đội ta rút sang Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, bộ đội huyện cùng du kích xã ở lại thu dọn chiến trường. Giải phóng Bốt La Tiến, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống 150 tên, thu 8 súng cối, 1 trọng liên, 4 đại liên, 4 trung liên, 13 tiểu liên, 150 súng trường, 10 tấn đạn. Nơi tôi đang đứng đây thuộc khuôn viên của khu di tích cây đa và đền thờ La Tiến. Trong thời gian thực dân Pháp chiếm đóng để thực hiện mưu đồ chiếm đóng, án ngữ và đàn áp, thì chúng đã cho xây dựng 3 đồn bốt liên hoàn để làm nơi đồn trú, và đây cũng là nơi để chúng bắt bớ, giam cầm, tra tấn và giết hại các chiến sĩ cách
quyền và nhân dân xã Nguyên Hòa đã từng bước xây dựng lại quê hương, làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến. Từ sự ra quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.